Chào các anh nhé, lại gặp các anh và được giới thiệu với các anh những cái sản phẩm mới về. Em Hồng Anh gửi lời chào đến anh em đam mê audio trên toàn quốc. Cảm ơn các anh đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký, nhấn chuông và nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh nhé. Nếu thấy clip của em hay và bổ ích, vui lòng cho em thêm một like để động viên khích lệ tinh thần. Rất cảm ơn các anh. Hôm nay phải xin phép được làm một cái clip giới thiệu với các anh một con đầu CD Philips xứng đáng được đưa vào huyền thoại các anh ạ. Dòng CD Philips 620. Em cũng đã nói rất nhiều và chia sẻ với rất nhiều anh em chơi rồi. Thì hôm nay lại mới về, thế nên là lại làm một cái clip mới để giới thiệu cho anh nào chưa biết thì các anh xem và tham khảo thêm. Còn anh nào biết rồi thì các anh có thể nghiên cứu để có thể tìm chơi nếu mà các anh đã bỏ lỡ ở trong những cái sản phẩm lần trước các anh nhé. Em này là hàng bỉ và là điện 220V. Anh em yên tâm chơi và sử dụng. Em hay đùa với anh em rằng là những cái dòng đầu của CD Philips 620 hay là dòng của Philips mà răng mà chạy mất quăng ấy thì gần như rằng là đầu hỏng thì mắt chưa hỏng các anh ạ. Rất là bền bỉ và rất là khỏe, có thể nói là khỏe nhất trong tất cả các loại mắt rồi. Bởi vậy rằng là nếu mà anh em mà bị lo lắng, bị mệt mỏi vì những cái con đầu nó đọc không tốt hoặc là hay bị lỗi hoặc vân vân thì có lẽ đây là một trong những con mà anh em loại bỏ được hết tất cả những cái suy nghĩ đấy và yên tâm chơi và hưởng thụ những cái bản nhạc hay các anh nhé. Đặc biệt là chạy cái giải mã 1541 AR1 là một trong những cái giải mã cho cái chất âm rất là hay, sạch sẽ, giải mã cho nó các anh nhé. Đầu sử dụng giải mã cho nó chứ không phải con đầu này làm giải mã. Em giải thích cụ thể hơn để cho các anh có thể hiểu được. Một con đầu tiếng rất là tốt. Cái clip này chỉ mang tính chất là chia sẻ để cho các anh nghe thử về cái khả năng hoạt động của nó thôi. Còn các anh muốn chơi thì các anh mua và nghe về thêm những cái chất âm của nó nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành test để cho các anh xem một vài những cái CD. Đầu tiên có lẽ là Lan Anh trước nhá. Lâu lắm rồi không nghe cái CD này. Đọc và nhận rất là nhanh, hoạt động rất là tốt. Thank you.
nay thôi đành duyên mình lỡ đôi. Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Số rất là to rõ ràng chứ nghĩa thì sắc nét, các anh có thể thấy. Phím bấm ô bàn cờ, nhưng tất nhiên có lẽ là chúng ta sẽ sử dụng ở trên khiển là chính thôi. Đây các anh có thể thấy là những cái nét chữ không bị mất một cái nét nào luôn. Thật sự là một con đầu rất là đẹp, rất là mới. Đó, em sẽ test một vài cái CD khác nữa nhá, một vài những cái CD bất kỳ cho anh có cái cảm nhận nó rõ ràng hơn về con CD mình định chơi. Đọc rất là nhanh. Em vừa test qua cho các anh nghe thử về con đầu CD Philips 620 và cái khả năng hoạt động của nó rất là tốt các anh nhé. Đây, em sẽ dạo quanh một vòng để cho các anh có thể nhìn về con đầu CD. Một trong những em đầu mà theo cá nhân em với kinh nghiệm mà đã bán hàng chục năm nay về làm âm thanh thì đây là một trong những cái đầu mà chơi an toàn nhất này, lành nhất này, bền bỉ nhất này, tiếng hay. Và đặc biệt rằng là quá phù hợp trong cái tầm tiền. Có lẽ rằng là nếu mà các anh muốn đầu tư nhiều ít hơn thì các anh cũng cố lên một chút. Hoặc là các anh muốn đầu tư trong tầm một con đầu CD dưới 10 triệu thôi thì con đầu này hẳn là một con đầu chơi rất là đáng và lại còn dư giả tiền nữa. Thế nên rằng là các anh cứ nghiên cứu chơi. Em này của em sẽ kèm dây nguồn cũng như là một cái khiển học để cho các anh dùng nhá. Khiển học thì dùng như zin và hoạt động rất là nhanh và rất là nhạy. Thế nên là anh em cứ yên tâm mà chơi thôi. Đồ của em Hồng Anh thì luôn đem đến những cái giá trị đích thực và tốt nhất đến cho các anh. Các anh hoàn toàn yên tâm, em sẽ nói với các anh dù chỉ là những cái nhỏ nhất. Em đầu CD đang được giao lưu với anh em với cái giá là 6 triệu 400 nghìn thôi các anh nhé. 6,4 triệu cho một em đầu CD Philips. Em này thì về tình trạng thì rằng là tương đối là đẹp, mặt còn rất là bóng, rất là sạch sẽ. Anh em xem thêm ảnh thì kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 086-688-0998. Em sẽ gửi thêm ảnh để cho các anh xem. Có một vài những cái vết xước nhỏ, thật ra thì trên quan điểm em vẫn xin nhắc lại với anh em chơi ở một vài clip gần đây em đã nói rồi, là các anh nên nhớ là chúng ta mua đồ cũ và đẹp mà đẹp như mới, chứ không phải là chúng ta mua đồ mới tinh các anh nhé. Bởi vì những con này cũng không mua mới được nữa. Đây các anh có thể thấy là một vài ví dụ như ở con đầu này thì có hai cái chú ý thôi. Một là cái vết xước ở đây này. Đó, ở vết xước đây thật ra thì nếu mà anh nào mà không để ý thì cũng khó mà biết được. Hoặc là để đồ chồng lên nhau thì cũng khó có thể thấy được. Hoặc là ở trên mặt này. Trên mặt này đây em sẽ làm sao để cho các anh có thể nhìn được. Đây, ở đây có một cái vết xước này. Đấy. Nhưng mà thật ra thì phải dí thật kỹ và thật để ý thì mới thấy được các anh ạ. Hoặc là phải ánh sáng thật sự mạnh. Ở trong phòng này của em ánh sáng cũng đã tương đối là mạnh rồi thế các anh nhé, để các anh có thể nhìn thấy sáng rõ như thế này. Rất nhiều đèn rồi thì nó mới nổi lên được.
Thế còn nếu mà để xa tầm khoảng 30 phân thôi là cũng đã không thể thấy được rồi các anh nhé. Nên là các anh có thể nhìn là em đầu rất là đẹp. Nhưng mà em vẫn nói chỉ cho các anh thấy. Các anh đã giao lưu với em rồi thì có lẽ rằng là tin tưởng em Hồng Anh 100% luôn các anh ạ. Vì em luôn nói sự thật và nói những cái dù nhỏ nhất để anh em mua có thể yên tâm chơi. Cắm điện 220V. Dây nguồn cắm rời. Các anh có thể thấy made in Belgium. Đây đang cắm đây. Em vừa tiến hành tháo cái nắp của nó ra rồi để cho các anh có thể dễ quan sát. Như các anh đã thấy, ruột gan thì có lẽ là đẹp như xuất xưởng các anh ạ. Chỉ những cái em đầu nào mà hàng châu Âu về ấy, thì thường cái phe nó vẫn còn mới tinh như thế này này các anh này. Cái phe còn rất là mới nhá. Tất nhiên rằng là vẫn một số những cái con đầu đặc trưng của Philips mà hàng châu Âu thì phe nó vẫn sẽ bị cũ. Thế nhưng mà cái đây là cái yếu tố để nhìn đầu tiên. Nó không phải là yếu tố hoàn toàn nhưng nó cũng là một trong những yếu tố mà đáng quan tâm các anh nhé. Các anh có thể thấy giải mã 1541AR1. Em xoay ngược để các anh chịu khó nhìn. Trong những giải mã rất là hay, tiếng rất là tốt. Mắt đây, mắt quăng thì siêu bền khỏe. Người ta gọi mắt quăng, mắt móng lừa vì nó quăng như thế này. Chứ nó không chạy ở trên cái bánh răng. Một trong những em đầu rất là tốt rồi và rất là hay. Em đã vừa test để cho các anh nghe thử cái chất âm của nó rồi. Size phổ thông, bày biện rất là dễ, rất là đẹp. Chân cũng rất là xịn các anh ạ. Ok, em đã giới thiệu cho các anh xem về con đầu CD Philips 620. Mọi thông tin các anh liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998 để được em tư vấn hỗ trợ và phục vụ nhé. Cái clip ngày hôm nay test dựa trên cái con test bằng cái con âm ly quét được anh này. Âm ly quét đây, âm ly quét A230. Nhỏ nhưng có võ, chất âm thì vô cùng hay. Em rất là thích, cái trung âm của nó rất là ngọt ngào. Lại test thử một cái CD nhỏ nữa, sau đó chúng ta sẽ chia tay nhau thôi. Mình chia rẽ đôi ta.